Văn Quyết bị treo giò 8 trận. Tiền vệ Văn Quyết nhận án cấm thi đấu từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, sau khi có hành vi phản ứng trợ lý trọng tài ở trận câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Bình Định tại vòng 7 V-League 2023. Sáng ngày 21 tháng 4, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt với tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội. Qua đó, với hành vi phản ứng với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành ở trận đội Hà Nội so tài Bình Định, Văn Quyết nhận án cấm thi đấu. Ở trận đấu này, theo báo cáo của các trọng tài, đội trưởng Văn Quyết có phản ứng thái quá trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành sau khi trận đấu kết thúc. Trợ lý này đã báo cáo với trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải nên ngay lập tức ông Hải rút thẻ đỏ phạt Văn Quyết. Văn Quyết bị treo giò 8 trận và bị phạt 40 triệu đồng. Theo điều 39 của quy định kỷ luật do VFF ban hành. Bên cạnh Văn Quyết, câu lạc bộ Bình Phước cũng nhận án phạt do huấn luyện viên và cầu thủ phản ứng thiếu chuẩn mực với trọng tài. Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hòa Bình và câu lạc bộ Bình Phước trong khuôn khổ vòng 3 giải hạng nhất quốc gia 2023 diễn ra chiều ngày 15 tháng 4 trên sân Hòa Bình. Sau khi trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Lưu từ chối bàn thắng của Quốc Thắng, câu lạc bộ Bình Phước, cuối hiệp 1, nhiều cầu thủ đội Bình Phước đã xô đẩy vào người trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Lưu. Huấn luyện viên Lê Thanh Xuân, câu lạc bộ Bình Phước, cũng lao vào sân, có phản ứng thái quá và bị trọng tài chính Trần Ngọc Ánh phạt thẻ đỏ. Ban kỷ luật phạt huấn luyện viên Lê Thanh Xuân 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận. Cán bộ phân tích kỹ thuật Khổng Thanh Tú bị phạt 15 triệu đồng và bị đình chỉ 5 trận. Cầu thủ Vũ Đức Duy và Trần Tấn Tài bị phạt 10 triệu đồng một người và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.